Anh Nhung, mày đọc trộm nhật ký với tao đúng không? Không, anh Hâm à? Mà sao anh biết em đọc của anh? Bởi vì tao thấy trong nhật ký của mày viết là hôm nay mình đọc trộm nhật ký của anh Hoàng, hi hi. À, anh, thế là anh cũng đọc trộm của em nhá. Này, tao bảo cho mày biết nhá, mày đừng có làm gì tao. Không là tao sẽ tiết lộ ra cái bí mật của mày là mày thích một lúc hai cái thùng rác. Vâng, thế anh cứ giữ bí mật cho em đi. Xong em cũng giữ bí mật cho anh á. Chứ không á, em sẽ bêu giới cho cả làng biết là anh á xấu như mà ai chả ai thích. Xong tự viết thư tự gửi cho mình ơi. Xong đi nói với người khác là bạn đã nhìn. Này, chúng mày thì thầm kiểu gì tao nghe thấy hết rồi. Ồ, mày nghe thấy hết rồi á? Ừ. Nhung, thằng Hiếu biết quá nhiều. Đúng. Ôi, đây, vào đây, vào đây. Muốn lõm chán nhảy vào. Ôi, tưởng ăn được ấy. Mà này chúng mày, hôm nay con Thảo nó như kiểu bị thần lợn nhập hay sao ấy. Người ấy bằng cái nắm đấm mà mang bao nhiêu túi xôi đi học à? Không, em có ăn hết đâu. Em mang đi bán đấy. Cái gì? Bán? Vâng, các anh chả biết gì cả. Bọn lớp em nhá, ngày nào cũng ăn xôi mà toàn phải xuống dưới căng tin để mua thôi. Vừa xa nhá, lại còn vừa đắt. Đây nhá, em mang đến tận lớp, đưa tận mồm. Kiểu gì chả đắt hàng. Ây da, Thảo Tổ đó kinh doanh gây phết nhở. Chuyện sau này nhá, em sẽ trở thành một doanh nhân tài ba, mở một nhà hàng ẩm thực to lớn. Lúc đấy nhá, em sẽ tuyển anh Hiếu về làm đầu bếp chính. Ui giời, thế này đừng có quay nhá. Có mấy gói xôi bán chả nổi, người nhìn đấy mở nhà hàng. Có mà nhà hàng ăn hại ấy. Này, anh đừng có mà áp dụng cái suy nghĩ học rớt của anh vào tương lai của em. Đây nhá, em tính cho anh xem. Một gói xôi em bán 5.000 đúng không? 5 gói là 25.000. Mà gạo nếp thì em nấu có một bát, lạc thì có một ít. Mà một cân gạo nếp có mười mấy nghìn thôi. Nguyên cái chỗ này em đã lãi gấp đôi gấp ba rồi. Ai dạ, thôi Hiếu ơi, đừng trêu nó nữa. Nó tính được như thế là nó hơn anh em mình rồi đấy. Không, tôi không trêu nhá, tôi có trêu đâu. Thế nhưng mà mới lãi được có 25.000 đã tính mở tập đoàn rồi. Ôi giời ơi, này, đấy là ảo tưởng chứ không phải là mơ ước, ok? Mẹ em, đã mất công mơ thì mơ cho to vào. Có ai đánh thuế giấc mơ đâu mà phải sợ. Mà nhá, để em nói cho anh biết, từ 25.000 đấy em mua được 2 cân gạo nếp, nửa cân lạc đấy, xong em về nhá, em nấu được 50 gói xôi thì em bán được 250.000 đấy. Từ 250.000 đấy em lại mua gạo, mua lạc nấu tiếp đấy, cứ góp gió thành bão vào, chả mấy mà thành tỷ phú. Các anh chị cố ăn hết xôi hộ em đi, em khổ quá, chả có đứa nào chịu mua xôi của em cả. Này, thế là giấc mơ tập đoàn ẩm thực tiêu tùng rồi. Này Thảo ơi, xôi rất ngon ấy, nhưng mà hơi ít lạc. thôi, anh được ăn miễn phí là anh chả khen ngon. Mà Thảo, chị thấy bảo lớp em thích ăn xôi lắm mà sao không bán được gói nào thế? Thì đúng là như thế, bình thường có 30 đứa thì 29 đứa ăn xôi, có mỗi một đứa ăn thứ khác thôi. Nhưng mà hôm nay bà Tám ở dưới căng tin á có món mới, em thấy bảo là chè lam, thế là bọn nó đổ xô nhau xuống dưới đây ăn chè lam hết, chả có đứa nào mua xôi của em cả. Này, bỏ đi nhá, không phải khóc, nín đi. Thất bại ấy, là mẹ của thành công. Đấy, mày cứ cố gắng kiểu gì chả gặt hái được trái ngọt, đúng không? Anh tin mày chắc chắn sẽ không phải là người thành công nhá. Anh á. Anh á cái gì? Này, cái loại hậu đậu tổ tẹt như mày á, làm ăn được cái gì? Anh Hiếu á, lần đầu nó kinh doanh thất bại cứ trêu nó mãi. Chị bảo này, nếu như mà mai em vẫn bán ế á, cầm xuống đây, chị ăn cho. Chị mà không ăn hết á, chị cầm lên lớp chị ăn, yên tâm. Chị á, chị cần chú cho em bán ế cả ngày mai nữa. Cái con này bảo mà Nhung Dê không sai tí nào mà. Bạn bè chị em với nhau ai đi ăn ủi kiểu đấy. Thảo ơi, anh bảo này, người ta bảo rồi, thua kiêu này, ta bẩy kiêu khác. Đúng. Hôm nay bán xôi bị ế đúng không? Thế thì ngày mai em bỏ đi, đừng bán nữa, ế nhục lắm. Các anh chị nhá, toàn ăn ủi em kiểu ngược đời thôi, em đi vào lớp. Này, tao khổ với nó quá chúng mày ạ. Đấy nhá, mày nó còn bán xôi ế mình còn ăn hộ được ấy. Nó mà bán thuốc sổ ấy thì tao chịu. Thôi, thả đừng buồn nữa. Hôm nay bán xôi lạc ế thì hôm sau mình làm xôi khác đi. Làm xôi bào ngư với cá, chả bao giờ ế. Nhưng mà em biết lấy mấy cái đấy ở đâu mà làm. Ui dồi ôi, bào ngư với cả vi cá ra biển là có. Bỏ mấy triệu ra thuê máy bay bay ra biển, xong thì bỏ thêm vài triệu nữa ra thuê thuyền đưa ra khơi, thế là bắt được thôi. Cũng đúng anh nhở. Nhưng mà bây giờ đang đi học cái này, thời gian đâu mà ra khơi. Khi nào phải được nghỉ ạ, ví dụ như nghỉ hè ạ, dài dài em mới đi được. Này, chúng mày thấy không? Chiến lược kinh doanh em gái tao đấy, doanh nhân trẻ. Một anh kiếm cái gì bây giờ? Hai anh lấy cành này, ba anh thấy nó hơi bé, bốn anh lấy roi để vợ phang, phang vào mông.
mông còn đau từ hôm trước vẫn chưa khỏi. Dạ tầm quá. Ai đời nó bắt mình đi kiếm roi để tự đánh mình ấy. Mà nghĩ nó tức. Đường đường làm trụ cột trong gia đình, tiền làm đâu đưa hết cho vợ, xong đến lúc xin nó không cho, lại phải ăn cắp chính những đồng tiền mình làm ra. Cày thế này. Tôi đi kiếm cái roi bé bé đánh đau chết. Một anh kiếm cái gì? Đâu kiếm nào nhỉ? À, cái này được này. À, được đấy. Cái này kích thước được này. Cái này mà oánh nhẹ thì không đau, mà oánh mạnh thì kiểu gì cũng gãy. À, lấy. Ôi giời. Cái thằng con ông đại này, giặt cái ca này. Chú Chiến ơi, cháu bảo chú nhá. Bảo gì? Cháu rất quý chú, nên bây giờ cháu sẽ chia sẻ cho chú một kinh nghiệm. Mỗi khi nhá, chú bị vợ đánh ấy, thì chú kiếm đôi dép, chú lót vào đít ấy. Úi dồi ôi, đánh đỡ đau hẳn. Cháu bị bố cháu đánh suốt nên cháu biết mà. Kệ bố mày. Mà ai bảo mày là tao lấy roi để cho vợ của anh tao? Tao lấy roi ấy để oánh vợ của anh con, vì cái tội không nghe lời. Chứ vợ nào dám đánh tao. Đi về đi. Mẹ nó đâu? Dư Lê đâu? Ra hỏi tội ấy này. Này chú mày, quả này nhá, chú Chiến xong rồi. Chuẩn bị này. Một, hai, ba. Anh ôi. Ôi bà ơi, tôi xin bà, tôi nói nhầm, tôi bảo bà lấy ra mà đánh tôi. Mấy thằng kia, mày cười cái gì? Đi học mày về đi. À đây, tôi vào luôn đây. Thấy roi rồi, đây. Dư Lê, bố đánh, bị đánh mà mày không can à? Thế nhờ. Ôi, dầu mấy hôm mưa ra hái bẩn thế không biết. Đấy. Rồi. Sao ơi? Dạ. Ôi. Rồi, vậy sao ơi? Vâng, tưởng gì? À, vậy đi. Ái dầu ơi. Ôi trời ơi, em gái của anh ơi. Mày vẩy rau kiểu này á, cho nó lấy nha. Ôi trời ơi. Nhưng mà chả vẩy kiểu thế thì vẩy kiểu nào? Ôi trời ơi. Nhặt đi, xong đem anh nhìn tao này, nhìn lên. Đây, anh làm đi. Rồi, nhìn thế này. Đầu tiên nhá, chúng ta phải giơ thật cao tay lên. Đấy, xong làm một lực dứt khoát một phát như này này. Như này nhá. Dứt khoát này. Dứt khoát. Đấy, thấy chưa? Rơi không? Làm đi. Tưởng gì dễ ợt. Anh nhìn em đây này. À. Một, hai, ba. Ôi giời ơi, mày làm ăn kiểu gì đây? Ôi giời ơi. Em nhầm, tại mạnh tay quá. Làm mới chả ăn, mày mà đem đi dở lại đi nhá. Cốc cho phật cho lõm chán bây giờ. Bố bảo em không biết thì anh phải dạy, mà anh không dạy được em thì anh phải làm luôn đấy chứ. Dọa mãi. Mày thích cái cốc cho phật cho bây giờ hả? À, cầm đấy, đi dở đi nhá, chuẩn bị về còn nấu cơm. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. À à, mà anh Hiếu ơi, em bảo bọn lớp em ạ thích ăn chè lam lắm, 30 đứa thì 29 đứa thích ăn. Hay là chiều nay đi chơi, anh làm chè lam cho em nhá, mà em mang lớp em bán. Giời ơi, mày cứ làm như cái gì tao biết làm ấy nhở. Thế nhưng mà chè lam này tao biết làm thật. Ui, thế tuyệt vời quá, chiều anh làm cho em nhá. Ui giời ơi, làm chè lam á, thì cũng đơn giản thôi nhá. Thế, à, không đơn giản lắm. Làm chè lam nhá, quấy mỏi tay hết rồi, đấy, quá mỏi tay luôn, đấy. Mỏi lắm. Ui giời ơi. Thế bây giờ nhá, trưa nay nhá, em về em làm hết việc nhà cho anh, xong rồi anh lấy sức chiều làm chè lam được chưa? Thật nhá. Thật. Ui giời, được rồi. Thế bây giờ về nhà ấy, đầu tiên là phải rửa rau, xong rồi cơm sắp cho thầy về ăn. Ăn xong thì chớ lăn tăn, cầm mâm đi rửa, đưa khăn anh lau mồm. Hôm nay thời tiết hơi nồm, lau nhà cho kỹ kẻo mồm gãy răng. Xong rồi có mấy củ măng thái ra ngâm giấm đỡ hăng còn dùng. Xong rồi chiều anh chơi cùng, nấu cho một thúng chè lam cầm về nhá. Đấy. Anh ạ, được em nhượng bộ cái bắt làm rõ nhiều. Ờ, hơi nhiều á. Ừ nhờ, cũng nhiều thật đấy. Nhưng mà thế thôi vậy, để anh tự làm cho nó mỏi tay nhá. Đấy, mỏi tay lắm. Thôi được rồi, em làm hết. Nhưng mà nhớ nhá, chờ phải làm chè lam cho em đấy. Ê, được ngay. À, thôi, đi vào đi, rửa rau còn nấu cơm. Đấy, chờ anh làm chè lam cho nhá. Ngon. Anh Hoàng nha, trưa nay luôn ăn cơm. Anh định nói bí mật của em cho mẹ đúng không?
Mày điên à? Tao chỉ định thôi, đã nói đâu. Anh cứ liệu, anh mà nói ra em cho cả trường biết là anh tự viết thư cho mình. Này, thôi đi nhá. Hôm nay á, tao đã chính thức có thư của bạn gái rồi. Mày đừng có khinh thường anh trai của mày nhá, hơi bị đẹp trai ấy. Thư của bạn gái? Có phải cuối cùng ký tên là E-O-G đúng không? Ừ. Anh không biết đọc à? Cái đồng ngược lại là dê. Em gái viết cho anh nhanh à? À, mày, được, đã thế nhá, tao đồng mình. Ok, anh xấu tính thế nhở, em thấy anh tủi thân em mới làm như thế nhá. Chả bỏng đây, mẹ mua cho em cơ mà. Rồi, được rồi, theo như nguyện vọng của con lợn nhà tao. Này, anh Hiếu nhá, em không phải con lợn đâu. Ơ này, tao nói con lợn thì tao có nói mày đâu. Mày tự thấy mày giống con lợn quá mà sao mày phải thanh minh, hả? À? Anh ạ. Ui, anh cái gì, thôi được rồi, bây giờ như này. Theo như nguyện vọng của cô Bành Thị Thảo Tô thì hôm nay chúng ta sẽ nấu món chè lam nhá. Anh em Hoàng Nhung có biết món chè lam là món gì không? Em có, Tết mẹ em mua đẩy. Cái đấy nhá, nó dẻo dẻo, xong rồi thơm mùi gừng, bùi của lạc nữa. Anh cũng biết làm cái đấy á? Biết chứ. Món này nhá, cực kỳ đơn giản. Chúng ta cần những nguyên liệu như là lạc, gừng, nước và đường và bột nếp nữa. Thế nhưng mà ở đây không có bột nếp. Nhà chúng mày có không? Bột nếp á? Bột nếp phải kiếm đâu ra? Không có bột nếp thì thôi làm món khác đi. Căng nhở. Có rồi. Ấy của ta mà. Bây giờ nhá, không có bột nếp ấy, chúng ta sẽ dùng bằng bỏng, giã nát bỏng ra. Đấy, bây giờ như này. Mà mày cầm giã nát bỏng ra cho tao. Cái Nhung, rang lạc cho anh. Cái Thảo, thái gừng cho tao nhá. Bây giờ để tao đi kiếm la rong. Ok, chia nhau ra làm. Bắt đầu. Ok, làm đi. Đây, đo xem nào. Được rồi, Thảo Hoàng giã nhỏ giã nát đấy. Được rồi. Con Thảo, ôi dồi ôi, vụng thế hả em? Thái gừng phải tái nhỏ hơn nhá. Rồi, cho vào giã luôn đi. Cho vào đây giã luôn. Đo xem nào. Nhung được chưa? Được rồi. Cái này được rồi nhá. Bây giờ như này, chúng mày đây, Nhung cho lạc sang đây. Tập trung hết vào để chuẩn bị tao làm nhá. Ok. Rồi, đấy. Bây giờ cho gừng vào rồi. Thì, đây, Hoàng lấy ít đường cho vào đây cho tao nhanh. Ok. Đây. Nhưng mà cho vừa được cả ngọt nhá. Cho vừa thôi. Ok. Cả ngọt quá được rồi. Mày về chỗ. Bây giờ đợi cho nó sủi đã xong rồi chúng ta đổ bột vào. Đấy. Đợi tí thôi. Bây giờ cái Nhung với cái Thảo chuẩn bị tinh thần nhá. Đợi sủi phát là mang bột với lạc vào đây cho anh nhá. Ok. Đấy, sắp sủi rồi này. Chuẩn bị sủi rồi đấy. Ui. Ôi, sủi rồi. Đem lên cho. Đem lên. Được rồi, bây giờ đổ bột vào trước nhá. Rồi. Nhưng mà nguyên tắc này là phải giữ lại một ít để làm lớp phủ đoạn đổ bột ra nó đỡ dính. Đây nhìn tao là phải đổ từ cả nó vón cục này. Đây này. Đấy. Sai. Rồi, để lại một xíu nhá. Đó, đúng không? Rồi, bây giờ đảo này đi đã. Đấy. Rồi, cái Thảo cầm ra giải lá rong ra xong rồi phủ bột lên cho tao nhá. Qua đây đem lạc đây. Đấy, ta sẽ đổ vào luôn. Rồi, được rồi, cầm ra kia ra lấy lá rong giải lên cho tao nhá. Ok. Giải nhanh ra nhá, tao sắp bắc ra rồi đấy. Ok. Ừ. Nào đây. Ôi, thường quá này. Rồi. Ai à, quánh rồi. Nào, chuẩn bị xong chưa? Rồi, bột đều lắm rồi, bê ra đi. Đây được rồi. Rồi, đi nhá. Rồi. Nào. Đây, xong rồi. Nào, tao hoa cầm mấy đũa. Đây, mua đây rồi, mua đây rồi. Bột ra, vén bột ra. Đây rồi. Nào. Nhìn yên, cả bẩm tao nào. Đây rồi. Đúng rồi, dàn ra cho tao. Đấy. Dàn ra. Rồi, đây. Được rồi. Rồi, đây. Rồi, đem một đấy. Rồi, dàn ra. Ui dồi, đẹp phết đấy hiểu ạ. Thế không, tôi làm nó phải đẳng cấp nhỉ. Được đấy. Đấy. Mỏng nhờ. Đấy, bây giờ cứ tản ra cho nó mỏng tầm 2cm là đẹp nhá. Đấy, bây giờ để tao rắc thêm một tí bột nữa. Rồi. Đấy, sau đó đợi nguội. Nguội xong rồi cắt ra ăn thôi. Anh Hiếu ơi,
Hả? Anh làm nhiều như này nhá, nếu mà không ăn hết mai em sẽ mang lên lớp em bán. Đấy, nếu mà đắt hàng nhá, em sẽ mở một tập đoàn ẩm thực cho anh làm giám đốc trẻ lam. Trời ơi, thôi tao chả ham nhá. Úi giời, quấy quấy to hết tay rồi này. Mà em bảo này, thơm mùi gừng quá nhở. Em không nghĩ làm dễ này đâu. Trời ơi, dễ là bởi vì chúng mày nhá, chỉ nhìn tao làm thôi, chúng mày không phải làm. Chúng mày thử bắt tay vào xem, không hề khó nhá. Không khác gì nhau đâu nhở? Bây giờ nó mới hiểu mày. Đấy, à? Đấy, đấy. À mà này Nhung ơi, mày yêu hai cái thùng rác một lúc thế nhá, thế nó có học nhau không? Nếu mà học cùng thì xịn phết đấy. Đấy, chính được ạ. Anh Hoàng, anh nói với anh Hiếu đúng không anh? Không, tao thề với mày là tao không nói với thằng Hiếu. Tao mà nói nhá, tao đứng im cho mày đánh luôn. Anh Hiếu, anh Hoàng có nói cho anh không? À thằng Hoàng không, không phải thằng Hoàng nói với anh. Đấy. Cái Uyên béo. Cái Uyên nó bảo anh nhá, anh còn bất ngờ cơ. Nó bảo anh là người cuối cùng trong trường biết chuyện này đấy. Anh Hoàng, anh kể cho cái Uyên đúng không? Cái Uyên nó nghe được của thằng Chiến. Thằng Chiến hôm đấy nó đi mua miến, nó gặp thằng Long. Thằng Long hôm đấy nó đi tiêm phòng, thế là nó gặp thằng Hải. Thằng Hải hôm trước nó hái ra bắp cải nó gặp tao. Chính vì thằng Hải nó gặp tao cho nên là cái Uyên nó biết đấy. Anh Kim ơi! Thôi, hai anh chị đừng cãi nhau nữa. Mà anh Hiếu ơi, cái món của anh hình như được rồi đấy. Xem nào. Ê, được rồi đấy. Đem kéo để cho cắt. Cắt nhá. Ơi, ăn ít rồi cả béo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức món trẻ lam Hiếu làm nhá. Được đấy Hiếu ạ. Anh Hoàng ơi, tốt nhất là anh không phải ăn đâu. Vì cái tội lỗi anh gây ra cho em ạ, thì anh phải nhường hết phần ăn của anh cho em. Ui dồi ôi, cái tầm này rồi á, tội lỗi tính sau nhá. Ăn đi. Các anh chị ơi, ăn gì thì ăn nhưng mà vẫn phải để cho em một ít nha, mai mang lên chợ bán. Ôi, còn đầy nha, lo cái gì, ăn đi. Anh Hòa ăn ít thôi. Ôi, tại tao, ngon. Tận 2 miếng. Ăn miếng nữa, 3 miếng rồi. Các anh chị ơi, hôm nay nha, em chạm tay vào thành công rồi các anh chị ạ. Em vẫn sẽ bán chè lam, 1.000 một miếng chè lam, 2.000 hai miếng chè lam 1.000. Đấy, bán hết nha, em mới bỏ về nối tiếp. Chả mấy mà giàu, chỗ này phải được mấy chục nghìn cơ. Bọn lớp em thích ăn chè lam thế cơ mà. Trời này. Thế nhưng mà nhá, bán hết đấy, tự làm lấy mà bán. Tao không làm hộ nữa đâu, hôm qua quấy to cả tay rồi. Vâng, em biết làm rồi. Mà nhá, hôm nay em bán hết chỗ này, dự là sẽ cháy hàng. Bởi vì lớp em tận 30 đứa cơ mà, mỗi đứa mà ăn một miếng không đủ đâu. Ví dụ nhá, 5 cái đầu tiên em sẽ bán với giá là 1.000 một cái, 5 cái sau 5.000 một cái, xong cứ cấp số nhân lên. Đấy, vì số lượng có hạn mà, chắc chắn là sẽ hết. Này, thế tao tưởng mày tính kỹ lắm rồi cơ mà, sao không đứa nào nó mua thế hả? À? Bọn nó bảo là ăn chế lam chán rồi, hôm nay muốn ăn xôi lạc nhưng mà em lại không có xôi lạc. Dạ, chúng nó mua chế lam rẻ chúng nó cũng chả mua. Ôi, thế là mày không có lộc kinh doanh rồi, nên đổi nghề đi. Mày phải làm ở trong cái viện nghiên cứu ấy, làm cùng với con Nhung nhà anh. Làm trong viện nghiên cứu anh? Ê, em làm bộ phận nào? Chúng mày làm chuột bạch cho người ta nghiên cứu. Anh thôi nghe đi, suốt ngày cái trò cũ dích không thấy chán à? Mà anh ăn không? Không ăn á, để em cầm lên lớp em cho chúng nó ăn hết luôn. Ăn đi nè. Ăn không ạ? Đau thế. Này, Thảo ơi, mấy hôm nay anh cứ thấy thiếu cái gì ấy, nghĩ mãi mà cũng không biết thiếu cái gì. À đấy, này, bảo Thái Măng chưa Thái à? Hả? Anh Hiếu ơi, mai em không bán chè lam nữa đâu. Còn nốt mấy việc nhà anh làm đỡ em đi, em đau tay quá. Ôi, sao thế được? Đã thống nhất với nhau rồi cơ mà. Thôi, cứ làm đi nhá. Anh còn bận chơi điện tử, chứ anh có rảnh rang gì đâu. Em như kiểu không có duyên với buôn bán hay sao anh Hiếu ạ? Hay là từ giờ em không buôn bán nữa nhá? Ui giời ơi, thế có ai bảo mày buôn bán đâu, đúng không? Bây giờ cứ chăm chú vào học hành này, xong rồi kỹ năng sống tốt đấy, sau này lớn nhá, bán vẫn chưa muộn. Nhưng mà em không bán nữa, anh có buồn không? Không, buồn gì? Chả buồn. Anh nhớ là không được buồn, không giận, không đánh em nhá. Ừ,
Mà cái việc buôn bán của mày liên quan gì đến tao mà tao phải đánh mày? Vâng, bởi vì hôm trước ấy, em lỡ tay làm vỡ cái cốc mà Cruz tặng cho anh. Em định bán hàng để lấy tiền mua đèn lại cho anh. Nhưng mà bây giờ anh bảo là không buồn, không giận, không đánh em. Thế thôi, cảm ơn anh nhá. Ý giời ơi, hóa ra mấy hôm nay tao thấy có cái điều gì nó thiếu thiếu. Hóa ra là... Mày, hôm nay nhá, tao không dùng tay để cốc lõm trán mày nữa, mà tao quánh bằng dép cho mày hỏng đầu luôn. Từ từ. Thế bây giờ em bán hàng, em mua đèn lại cho anh là được chứ gì? À, mày đèn à? Mày có thể đèn được vật chất nhá, nhưng mày có đèn được cái tấm lòng to lớn của tao không? À! Nhưng mà bây giờ không đèn thì biết làm nào? À, làm thế nào à? Làm thế này này nhá! Bố ơi, cho đánh con, bố ơi, cứu con! Em mới chả út chứ rồi, hỏng hết cái tấm lòng của tao rồi.